Mô hình đèn đến từ các nước bạn Lào, Campuchia, Philippines, Đông Timor, Nigeria do các du học sinh đang theo học tại Thái Nguyên sáng tạo, đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng. 5 mô hình đèn Trung thu quốc tế sẽ được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà 2023, hứa hẹn mang lại sắc màu mới cho mùa Trung thu năm nay. Mô hình đèn của chúng tôi có tên gọi là Ca Bắc. Mô hình được sáng tạo từ biểu tượng của đất nước Đông Timor với hình trăng lưỡi liềm của sự đổi mới, rừng của châu nước hiến tế và những chiếc thuyền mà tổ tiên sáng lập đã đi trên hành trình để thành lập cộng đồng đất nước Đông Timor ngày nay. Du học sinh chúng tôi rất vui và hào hứng với đêm hội Trung thu xứ Trà tới đây. Cùng với việc tham gia hoạt động rước mô hình đèn, các lưu học sinh quốc tế sẽ vừa diễu đèn, vừa diễn xướng dưới trăng những giai điệu truyền thống đến từ chính quốc gia mà sinh viên sinh sống. Số lượng sinh viên Myanmar đang theo học tại Thái Nguyên không nhiều, song chúng tôi vẫn đang cố gắng tập luyện điệu nhảy truyền thống của đất nước mình để tham gia biểu diễn. Chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu nhạc dân gian và mặc những trang phục truyền thống của Myanmar. Những sinh viên quốc tế đang học tập tại Thái Nguyên và người dân sẽ cùng nhau tận hưởng bầu không khí sôi động của Tết Trung Thu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của vùng đất xứ Trà, cùng giao lưu, giao thoa văn hóa quốc tế. Sự hưởng ứng của các bạn sinh viên quốc tế, các bạn rất là nhiệt tình. Các bạn cùng với các thầy, các cô trong nhà trường trực tiếp trao đổi ý tưởng và các bạn cũng có những hình thức chia sẻ về các mô hình đèn và qua đây lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp nhất về tỉnh Thái Nguyên, về thành phố Thái Nguyên, về sinh viên tỉnh Thái Nguyên. Chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023 là sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ tạo điểm nhấn trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất con người, nét văn hóa đặc trưng của thành phố Thái Nguyên, mà còn là cơ hội để thành phố Thái Nguyên khẳng định bước tiến mới trong xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa.